Alo, chào các bạn, mình là Duy. Thì hôm nay mình sẽ làm tiếp cái video phần 2 là để nói rõ hơn về cái code mà mình đã viết ở trong cái video phần 1. Thì thời điểm hiện tại là hôm nay là ngày 9 tháng 9, tức là ngày Chủ nhật. Thì tối qua mình làm cái video thì lúc đó cũng khuya quá rồi nên là không biết là mình code mà quên là mất tiêu là giải thích dòng code nên hôm nay mình sẽ giải thích nó. Thì vào ngay cái thời điểm tối hôm qua thì lúc đó là mình cũng đang tìm hiểu về cái phần này nên là vừa tìm hiểu vừa làm cái video luôn. Thì mục đích của mình chia sẻ cái video là để các bạn có ai đó vào vô tình xem được cái video của mình thì có cái ý kiến đóng góp về cái cách viết của mình hay là cái cách trình bày code như thế nào và cái cách làm như thế nào á, thì các bạn comment để mình sẵn sàng học hỏi. Và nếu các bạn thấy video của mình hữu ích thì mình cũng rất là vui. Thực ra thì mình làm video là cũng để chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm từ các bạn, tại vì nếu chỉ làm một mình, chúng ta chỉ học một mình thì nó không tương tác được với nhiều người và không biết được cái kinh nghiệm, cái cách của các bạn viết như thế nào. Có lẽ các bạn viết tốt hơn và viết hay hơn thì các bạn hãy comment, thì tôi sẽ đọc comment và tôi sẽ học hỏi từ các bạn. Thì bây giờ tôi sẽ giải thích cái đoạn code của video phần trước. Bây giờ tôi chạy thử chạy lại lần nữa. Đây thì thực ra cái quyền hạn này nó là cái group ID tồn tại trong cái bảng user. Trong cái bảng user nó có 3 trường, như các bạn ở phần trước á, thì nó có là user ID, username và group ID. Nhưng mà ở đây cái quyền hạn này tôi sẽ không hiển thị ra group ID mà tôi hiển thị cái group name. Mà cái group name nó nằm ở đâu? Cái group name chính là một cái trường nó nằm trong cái bảng group. Và bây giờ tôi sẽ giải thích rõ hơn về cái phần code của mình. Thì đầu tiên là tôi khai báo một cái connection string, có nghĩa là để chứa cái chuỗi kết nối của chúng ta tới database ở trong máy client. Thì cái connection string này nằm ở đâu? Đó là nó nằm ở trong cái explorer. Chúng ta sẽ tìm ở trong đây, và như cái lần trước thì chúng ta click phải chọn properties thì ta sẽ lấy được cái connection string. Rồi sau đó tôi sẽ khai báo một cái biến là có cái kiểu dữ liệu là dataset và một cái biến có kiểu dữ liệu là SQL data data adapter. Thì cái thằng dataset này nó là một tập tập hợp và các nó sẽ chứa là các collection data table, gọi là các collection cái collection table của trong database. Và cái thằng data adapter này thì nó sẽ giữ nhiệm vụ là nó là cái thằng trung gian giữa dataset và cái data source. Và ở đây data source hiện tại là chính là database. Thì cái thằng này nó có nhiệm vụ là nó sẽ thông qua cái thằng này thì ta có thể đổ dữ liệu vào cái dataset, và cũng từ cái thằng này thì ta có thể update dữ liệu ngược lại vào trong data source, tức là database. Thì cái thằng data adapter này nó có rất nhiều chức năng, và cái thằng trung gian thằng này thì rất là linh hoạt, chúng ta tùy theo cái cách mà chúng ta sử dụng. Tiếp đó là chúng ta sẽ viết trong cái phần form load. Thì tại sao mà tôi viết cái này nằm ở, là một cái biến toàn cục nằm trong cái class này, bởi vì chúng ta sau này có thể chúng ta sẽ sử dụng nó trong cái nhiều hàm khác nhau thì nên chúng ta nên viết như thế này. Và đây là sự kiện là form load, thì đây connection string, và chúng ta sẽ new một cái đối tượng dataset. Từ khóa new có nghĩa là chúng ta cho phép cái hệ thống của chúng ta biết là chúng ta cấp phát cái bộ nhớ cho cái kiểu dữ liệu dataset, cho cái biến dataset. Và cái dấu bằng này là cho phép gán cái tham chiếu, gán cái địa chỉ tham chiếu vào cái biến dataset. Có nghĩa lúc này dataset sẽ giữ cái địa chỉ tham chiếu tới cái phần mà dữ liệu nằm trong cái bộ nhớ.
mà chúng ta đã cấp phát bằng cái từ khóa new. Tiếp theo là chúng ta sẽ viết một cái khối lệnh là tryCatch. Tại sao viết khối lệnh tryCatch này? Thì bởi vì trong cái quá trình mà làm việc với database chúng ta, để chúng ta dễ kiểm soát lỗi, tức là lỗi SQL exception, cái ngoại lệ SQL, thì chúng ta nên viết đặt trong cái khối tryCatch, và khi mà có ngoại lệ xảy ra thì nó sẽ nhảy vào catch và nó sẽ message box sau ra cái hộp thoại lỗi cho chúng ta để chúng ta biết nó là lỗi gì. Thì trong tryCatch này chúng ta sẽ tạo một cái kênh SQL connection và chúng ta truyền tham số là connection string. Thì tại sao mà tôi không có để ba cái thằng này vô trong cái try? Thì tôi muốn phân biệt rõ ràng là cái thằng connection string này nó chỉ là cái chuỗi mà chúng ta nhập vào thôi, thì nó sẽ không có lỗi gì cả. Chúng ta biết đúng cú pháp là trong cái nháy kép này thì nó sẽ không có lỗi gì hết. Nhưng khi mà chúng ta mà đưa cái connection string vào cái SQL connection thì nó cũng sẽ không có lỗi. Lúc này thì nó cũng sẽ không có lỗi, nhưng mà cái lúc mà chúng ta thực hiện cái SQL data adapter mà chúng ta truyền vào cái connection này, nếu mà cái connection này nó không connect được tới cái database của chúng ta thì nó sẽ báo lỗi, thì lúc này nó sẽ nhảy đến catch và nó sẽ bắt lỗi cho chúng ta. Hey, thì ta khai báo một cái SQL connection và new một cái SQL data adapter, cũng như là chúng ta new một cái SQL connection, thì truyền tham số là query và connection. Thì thằng này nó là một cái overload của chúng ta double click vào, hôm nay chúng ta chọn F12 để chúng ta xem. Đây nó sẽ có là một cái SQL data adaptation không có tham số, không có data adapter không tham số. Và cái thằng này thì có truyền tham số là một cái đối tượng SQL comment. Thằng này là truyền vào cái select comment test, tức là cái câu truy vấn, và truyền vào cái connection. Và thằng này thì truyền vào cái comment test, có nghĩa là câu truy vấn, nhưng mà truyền trực tiếp luôn là cái câu, cái chuỗi kết nối mà không cần phải truyền SQL connection. Thì ở bên form này tôi dùng cái overload là chúng ta truyền vào một cái câu truy vấn và một cái connection. Thì nếu các bạn không thích thì các bạn có thể comment lại và chúng ta viết ví dụ như là đây new SQL data adapter này, chúng ta sẽ truyền vào cái câu truy vấn và truyền vào cái chuỗi kết nối luôn, đó là connection string. Bây giờ chúng ta F5 thử và nó sẽ chạy như bình thường. Thì đây chúng ta có thể làm nhiều cái cách khác nhau, nhưng mà cái cách thường thường á dùng là chúng ta truyền cái chuỗi kết nối và truyền cái đối tượng là connection. Đây tôi sẽ shift delete bỏ cái dòng này và đây. Thì còn một cái nữa chúng ta cũng dùng, đó là cái chúng ta sẽ đây chúng ta truyền một cái comment SQL comment, tức là nếu mà chúng ta truyền vào SQL comment thì chúng ta sẽ khai báo một cái đối tượng SQL comment ở trên này, comment bằng new SQL comment. Thì thằng này nó lại truyền cái tham số, đó là cái comment test, truyền cái SQL connection đấy, thì truyền cái SQL transaction, thì truyền cái query nè, comment test và cái connection. Rồi sau đó chúng ta sẽ đưa với cái CMD vào đây. Đây chúng ta F5 thì nó vẫn chạy như bình thường. Với là ở trong cái hai cái thằng này chúng ta sẽ có nhiều cái cách mà chúng ta truyền tham số, và chúng ta sử dụng cái overload của cái thằng này là như thế nào. Và như vậy thì từ khi mà chúng ta truyền như vậy thì từ chính cái thằng mà data adapter này chúng ta cũng có thể select được cái đối tượng SQL comment bằng cái câu lệnh là select comment. Chúng ta đưa chuột vào đây thì nó sẽ báo chúng ta là gì? Cái đối tượng nó trả về là cái SQL comment.
Và nếu mà chúng ta muốn sửa cái câu truy vấn lại thì chúng ta chấm một cái nữa, chúng ta gán vào, chúng ta gọi là comment test. Thì lúc này chúng ta đưa chuột vào đây thì nó chính là một cái string là SQL comment chấm comment test, tức là cái câu truy vấn. Và lúc này chúng ta có thể viết câu truy vấn vào đây. Và còn một cái nữa mà trong cái phần code lần trước tôi không có ghi rõ, đó là cái comment type, select comment nhé, chấm comment type. Thì đây, cái thằng comment type này nó là một cái enumeration, nó sẽ có ba cái, đó là một cái store procedure, đó là một cái thủ tục, cái table direct tức là tên, cái này là cái tên trực tiếp của cái table, và cái test này có nghĩa là cái câu truy vấn. Thì lý do tôi không có ghi cái dòng này bởi vì nó chưa cần thiết, bởi vì chúng ta ở đây chúng ta ghi cái câu query nó là một cái string rồi, thì chúng ta khỏi, chúng ta truyền thẳng được tiếp vào đây luôn, chứ chúng ta không cần phải khai báo lòng vòng và khai báo cái type nó là test gì hết. Và nhưng mà nếu mà chúng ta sử dụng thủ tục á, cái store procedure thì chúng ta sẽ khai báo cho nó ha. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ đổ dữ liệu thông qua cái thằng data adapter, chúng ta đổ dữ liệu vào cái dataset và chúng ta đặt tên cho cái bảng, đó là cái bảng group, bởi vì ở trên này chúng ta select sao from groups. Thì tại sao chúng ta sẽ không cần viết code để mở connection? Thì thông thường là chúng ta phải viết code là cái chúng ta viết code là cái thằng SQL connection này, chúng ta phải viết là chấm open để chúng ta mở connection. Nhưng mà ở đây vì chúng ta sử dụng cái lệnh fill này nên là không cần mở connection, nó sẽ tự động open connection và nó sẽ tự động đưa đưa dữ liệu từ trong database thông qua cái data adapter vào cái dataset và đặt tên cái bảng là bảng group. Sau đó nó sẽ tự động đóng connection, thì cái thằng này nó sẽ tự động làm ba cái bước đó cho chúng ta. Cho nên nếu mà chúng ta mở connection, chúng ta mở cái connection ở đây á thì nó là dư thừa, không cần thiết và nó sẽ gây hao tốn tài nguyên. Nói chung là cái thứ gì không cần thiết thì chúng ta sẽ loại bỏ bớt để cho code dễ đọc và chúng ta dễ thể tương tác. Và cái tiếp theo à, cái dòng này hình như không cần thiết rồi, bỏ đi. Và cái tiếp theo là làm gì? Thì chúng ta sẽ ở đây cái cột này mình sẽ làm cho nó là hiển thị ra cái group name thay vì cái group ID. Thì ở đây chúng ta sẽ data review, tức là đây trong cái data review nè, data review chấm cái column chấm cái cột, và cái cột đó là cái cột group ID. Group ID này ở đâu? Là chúng ta lúc mà chúng ta add column á, đây group ID đây, tức là cái name. Khi mà mình add column thì mình đặt tên cái name này như thế nào thì ở trong này mình sẽ truyền vào cái name đó là group ID, như là một cái data read view combo box column, là một cái cột mà combo box, và chấm cái data sort. Và chúng ta sẽ gán cái data sort cho cái thằng này là một cái table group, hay là dataset chấm table. Chúng ta gọi cái table table này là table groups. Thì đây tại sao cái này là cái ký hiệu mạng mà tại sao chúng ta lại truyền vào cái chuỗi vô được? Thật ra đây chính là một cái indexer. Indexer nha. Rồi. Này tiếp theo là chúng ta phải display member, tức là cái hiển thị cái thằng nào là hiển thị cái group name. Và khi mà nó hiển thị thì nó sẽ cái giá trị của cái thằng đó là cái thằng group ID. Thì bây giờ chúng ta sẽ comment lại cái dòng này, chúng ta chạy thử F5. Đây nó sẽ hiển thị ngay cột quyền hạn là một cái combo box, chúng ta bấm vào thì nó sẽ hiển thị ra các giá trị là mod nè, super super admin và admin. Rồi khi mà chúng ta sẽ làm việc tới cái cột mà combo box xong rồi thì tiếp theo chúng ta sẽ đổ dữ liệu vào cái data read view.
Đây, lúc này chúng ta sẽ select ra cái đối tượng comment như tôi đã nói trên. Thông qua thằng data adapter, chúng ta select ra cái đối tượng comment và chấm comment text để đưa một cái câu truy vấn mới vào đây. Lúc này chúng ta sẽ select show from user, tức là ta lấy tất cả các dữ liệu từ trong cái bảng user và chúng ta fill vào cái dataset, đổ dữ liệu vào cái dataset thông qua cái data adapter, và chúng ta đặt tên bảng cho cái thằng này là user. Sau đó cái thằng data read view chấm data sort, nghĩa là chúng ta gán cái data sort của thằng data read view là dataset chấm table user, cái thằng này là một cái indexer luôn. Thì lúc này thì nó sẽ hiển thị như chúng ta đã thấy ban đầu. Đây, nó sẽ hiển thị mã người dùng, tên người dùng. Và câu hỏi đặt ra là lúc nãy chúng ta gán cái cột này là cái chấm data sort là của cái thằng này riêng, mà tại sao khi mà chúng ta hiển thị cái bảng user thì nó sẽ hiển thị đúng như vậy, đúng như trong database. Bây giờ ở đây thêm một cái lệnh truy vấn là where cái group user ID bằng 8, đặt trong cái dấu nháy F5, nó sẽ hiện đúng là cái thằng Cody là cái thằng subadmin. Thì tại sao nó biết? Bởi vì chúng ta ở trên này, chúng ta cái value member chúng ta đặt, chúng ta cho nó là cái group ID. Và ở cái bên này, trong cái cột này, chúng quyền hạn chúng ta cái thằng mà data group ID name chúng ta là group, cái group ID là tương ứng với cái group ID trong cái database. Thì khi mà chúng ta select show from user và chúng ta gán vào cái data sort, thì nó sẽ cái thằng này nó sẽ có cái thằng là group ID và nó sẽ tương ứng với thằng group ID ở trong cái bên này. Thì đối với group ID thì nó sẽ sao, nó sẽ hiển thị cái display cái name, nó là group name tương ứng, cho nên là nó sẽ biết là nó hiển thị cái thằng nào. User ID bằng 8 bằng 2, chạy lại lần nữa đấy, thì nó sẽ là này, thằng này nó là của cái thằng này, nó sẽ hiển thị đúng như thế. Và có một cái nữa lần trước là tôi thiếu, là cuối cùng là chúng ta phải đóng lại connection. Thì tại vì ở đây chúng ta không có open connection. Nếu mà ở đây mà chúng ta viết một cái dòng connection chúng chấm open á, thì dưới này chúng ta phải viết một cái dòng lệnh đó là if mà cái connection này nó khác luôn. Cái connection này chúng ta sẽ cho nó là biến toàn cục luôn. Nếu cái connection này mà khác luôn thì chúng ta sẽ đóng connection.close, đóng lại connection. Tại sao phải ghi lại điều kiện là nó khác luôn? Bởi vì nếu mà nó bằng null thì lúc này chúng ta biến thành cục là mặc định nó là bằng null. Mà nếu trong này mà nó bị sai cái gì đó, mà nó văng ra, nó bị sai cái chỗ này thì nó sẽ văng ra lỗi, lúc này cái thằng này nó vẫn bằng null. Mà nếu mà nó cat lỗi xong thì nó sẽ chạy xuống cái finally, dù có lỗi hay không thì nó cũng sẽ chạy xuống cái dòng code finally. Thì nếu thằng này mà bằng null thì mà chúng ta mà không có để trong cái điều kiện if này thì nó sẽ báo lỗi, bởi vì nó bằng null mà làm sao nó đóng lại được. Cho nên là chúng ta để là một điều kiện nên chúng ta phải thêm cái điều kiện if này. Nhưng mà trường hợp này thì không cần thiết, bởi vì cái thằng mà fill này á, nó sẽ tự động mở connection và đóng connection như lúc nãy đã nói. Thì chúng ta bỏ dòng này đi. Và bây giờ chúng ta chạy lại nữa. Đấy. Thì video này thì tôi chỉ giải thích cái phần code mà đã viết. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào các bạn.